Chào các em học sinh, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng em nội dung trọng tâm ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2 môn khoa học tự nhiên lớp 7. Nội dung đầu tiên, quang hợp ở thực vật. Các em phải nhớ được phương trình quang hợp dạng chữ nước cộng carbon dioxide tạo thành glucose cộng với khí oxygen nhờ vào năng lượng ánh sáng và chất diệp lục. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở thực vật như ánh sáng, nước, hàm lượng khí carbon dioxide, nhiệt độ. Phần 2, hô hấp tế bào. Các em nhớ phương trình hô hấp tế bào dạng chữ glucose cộng khí oxygen tạo thành nước cộng với khí carbon dioxide cộng năng lượng ATP và nhiệt. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hô hấp tế bào như là nhiệt độ, hàm lượng nước, nồng độ khí oxygen, nồng độ khí carbon dioxide. Phần 3, trao đổi khí ở sinh vật. Thì trao đổi khí ở thực vật thì thực vật trao đổi khí với môi trường chủ yếu qua khí khổng ở lá cây. Thì khí khổng có cấu tạo gồm hai tế bào hình hạt đậu xếp úp vào nhau tạo ra lỗ khí. Khi khí khổng mở, các loại khí khuếch tán vào và ra khỏi lá. Thì trao đổi khí ở động vật thì ở người trao đổi khí diễn ra ở phổi. Thì khi hít vào, khí oxygen trong không khí được dẫn vào khoang mũi rồi tới khí quản, tới phế quản và vào phổi và đến các phế nang. Tại các phế nang, khí oxygen khuếch tán vào mạch máu, khí carbon dioxide từ máu sẽ khuếch tán vào phế nang và thải ra môi trường qua hoạt động thở ra. Phần 4, vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật. Chúng ta tìm hiểu cấu trúc của nước. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 độ C và đông đặc ở 0 độ C. Nước là dung môi hòa tan nhiều chất và có tính dẫn điện và dẫn nhiệt. Nước được cấu tạo từ các phân tử nước, thì mỗi phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hóa trị. Do có hai đầu điện tích trái dấu nên phân tử nước có tính phân cực. Vì thế, phân tử nước có thể liên kết với nhau và liên kết với các phân tử khác. Chúng ta tìm hiểu vai trò của nước. Thì nước chiếm khoảng hơn 70% khối lượng cơ thể sinh vật. Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào cơ thể sinh vật. Nước có vai trò rất quan trọng đối với sinh vật như điều hòa thân nhiệt, dung môi hòa tan và vận chuyển các chất, nguyên liệu và môi trường diễn ra phản ứng chuyển hóa. Nước còn là môi trường sống của rất nhiều loại sinh vật. Phần 5, trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật. Chúng ta tìm hiểu con đường hấp thụ và vận chuyển nước và muối khoáng ở rễ. Thì nước và muối khoáng được đất hấp thụ ở rễ nhờ lông húc. Nước và các chất khoáng sau khi vào lông húc sẽ qua biểu bì vào thịt vỏ và đi vào mạch gỗ của rễ. Thì quá trình vận chuyển các chất trong thân cây nhờ mạch gỗ và mạch rây. Thì mạch gỗ vận chuyển chủ yếu nước và muối khoáng từ rễ lên thân đến lá theo chiều đi lên. Mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ được lá tổng hợp đến các cơ quan hoặc nơi dự trữ theo chiều đi xuống. Quá trình thoát hơi nước ở lá thì khoảng 98% lượng nước cây hút vào bị mất đi do quá trình thoát hơi nước ở lá. Quá trình thoát hơi nước ở lá được điều chỉnh nhờ hoạt động đóng, mở khí khổng. Khi khí khổng mở, tế bào khí khổng hút nhiều nước hay được gọi là trương nước thì thành tế bào căng ra. Khi khí khổng đóng thì thành tế bào xẹp lại, giảm thoát hơi nước. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước thì tạo lực hút cho sự vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và lá, giúp điều hòa nhiệt độ bề mặt lá, giúp lá cây không bị nóng, giúp khí carbon dioxide đi vào trong lá, cung cấp cho quá trình quang hợp và giải phóng khí oxygen ra môi trường. Phần 6, trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật. Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn ở động vật. Thì con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người diễn ra
gồm 3 giai đoạn chính là thu nhận và biến đổi thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng, thải cái chất cặn bã. Thì con đường vận chuyển các chất trong ống tiêu hóa ở người thông qua miệng, rồi thức ăn sẽ di chuyển tới thực quản, rồi tới dạ dày, tới ruột non, tới ruột già, tới trực tràng và cuối cùng thải ra ngoài qua hậu môn. Phần B, quá trình vận chuyển các chất ở động vật, nước và chất dinh dưỡng, sản phẩm thải của quá trình trao đổi chất được vận chuyển trong cơ thể động vật nhờ hoạt động của hệ tuần hoàn. Thì vận chuyển các chất trong cơ thể người ở hệ tuần hoàn thông qua 2 vòng tuần hoàn, đó là vòng tuần hoàn phổi và vòng tuần hoàn các cơ quan. Phần C, nhu cầu dinh dưỡng của con người. Thì nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi, trạng thái sinh lý, giới tính, hoạt động hàng ngày. Thì để phòng chống một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý, chúng ta cần có một số biện pháp là chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân đối các chất và ăn đa dạng các chất, không ăn quá thừa hoặc quá thiếu các chất dinh dưỡng. Phần 7, cảm ứng ở sinh vật. Thì chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm cảm ứng ở sinh vật là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng các kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài cơ thể. Vai trò cảm ứng sinh vật là giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển. Chúng ta tìm hiểu phần A, cảm ứng ở thực vật. Thì cảm ứng ở thực vật gồm các hình thức như tính hướng sáng, tính hướng nước, tính hướng tiếp xúc và tính hướng hóa. Thì ứng dụng của tính hướng sáng thì giúp cho tạo một số cây bonsai trồng xen canh giữa các cây ưa bóng và ưa sáng để tận dụng triệt để nguồn ánh sáng. Ứng dụng của tính hướng nước giúp trồng cây thủy sinh, cây gần bờ ao, mương nước. Ứng dụng của hướng tiếp xúc để làm giàn cho các cây leo như bầu, bí, mướp. Phần B, tập tính ở động vật. Chúng ta tìm hiểu khái niệm tập tính là một chuỗi các phản ứng của cơ thể động vật trả lời kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài. Tập tính ở động vật gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Tập tính bẩm sinh là tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng của loài. Ví dụ như nhện răng tơ, ve kêu vào mùa hè, trẻ sơ sinh bố mẹ. Tập tính học được là tập tính hình thành trong đời sống cá thể thông qua học tập và rút kinh nghiệm. Ví dụ như người tham gia giao thông sẽ dừng lại khi gặp đèn đỏ, khỉ đi xe đạp. Thì tập tính ở động vật có một số ứng dụng trong thực tiễn, dùng đèn bẫy côn trùng. Chúng ta dựa vào tập tính lao và ánh sáng của một số côn trùng như muỗi, bướm, mối, dùng tiếng chuông, khẽn để kêu gọi động vật về chuồng. Đó là dựa vào tập tính học được hình thành thói quen ở động vật. Như vậy là thầy đã hệ thống lại nội dung kiến thức lý thuyết của môn khoa học tự nhiên lớp 7 học kỳ 2. Các em lưu ý chúng ta sẽ học thật kỹ lý thuyết và làm một số các bài tập. Một số bài tập thầy cô sẽ hướng dẫn chúng ta trên lớp. Chào các em, chúc các em học tập tốt và thi tốt.